Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng với kênh Nhật ký ăn chay. Khoai lang với lớp vỏ ngoài giòn, bên trong khoai thì dẻo dẻo, phô mai thì kéo sợi, quyện cùng với mùi thơm của mè rang và mùi thơm của khoai lang nướng. Phải nói đây là cứu cánh cho những bữa ăn xế của các bé, chị em văn phòng cũng như là cho cả gia đình mình luôn đó cả nhà. Khoai này em chế biến xong, em đem đi nướng hoặc là đem đi áp chảo, vừa tiện lợi mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Em mời cả nhà cùng vào bếp và thực hiện món này với em nha. Ở đây em có 400g khoai lang giống Nhật, 20g sữa đặc, 2 muỗng canh vung bột năng, 2 muỗng canh vung bột chiên giòn, mè đen đã rang chín, phô mai kéo sợi. Cả nhà nếu mua được phô mai mozza thì sẽ ngon hơn nha cả nhà. Khoai lang em đem đi gọt vỏ cho thật sạch. Sau đó em cắt thành từng khối nhỏ, cắt nhỏ thì mình hấp càng nhanh chín. Vì đằng nào lát nữa phần khoai này cũng phải nghiền cho thật nhuyễn, nên cắt càng nhỏ thì càng tốt đó cả nhà. Cắt xong em đem rửa qua nước để khoai không có bị thâm đen. Sau khi đã rửa xong, em cho khoai vào sửng và đem đi hấp. Cả nhà hấp đến khi xăm cây đũa vào khoai lang mà thấy khoai nứt ra thì khi này khoai của mình đã chín rồi đó cả nhà. Khoai chín thì em cho ra ngoài một cái nồi khác. Trong lúc khoai còn đang nóng, em tiến hành nghiền khoai cho thật nhuyễn. Vì khi khoai còn nóng thì mình nghiền sẽ rất là dễ, chứ để lát nữa khoai nguội là mình khó nghiền lắm đó cả nhà. Sau khi khoai đã thật nhuyễn, em cho chén bột vào, trong đây là 2 muỗng canh vung bột năng và 2 muỗng canh vung bột chiên giòn. Tiếp đến là 40ml nước cốt dừa, hoặc là cả nhà có thể thay thế bằng nước lọc cũng được nha. Em cho thêm vào đây 1 muỗng canh đường, 20g sữa đặc, hộp này thì em dùng một nửa. Cả nhà trộn đều, em thì em lấy bao tay em trộn cho nhanh. Trộn như thế này không chỉ làm cho các nguyên liệu đều vào với nhau, mà còn giúp cho khoai của mình trong quá trình trộn sẽ được dẻ lại, lát nữa mình tạo hình sẽ dễ hơn. Gần xong thì em cho thêm mè đen đã rang chín sẵn vào, rồi trộn đều lên lần nữa là xong. Lượng mè thì tùy thuộc vào cả nhà mình là muốn ăn nhiều hay ăn ít thì mình cho vào nha. Bây giờ em đi tạo hình cho món khoai lang kéo sợi. Em lấy một muỗng canh vung, sau đó em bóp cho chúng liền thành một khối. Rồi em dẻ đều ra và cho phô mai vào. Bây giờ thì em túm nó lại, quan trọng là bọc phô mai ở giữa để lát nữa khi mình đem nướng hay là áp chảo thì phần phô mai này không có bị chảy ra ngoài. Cả nhà tạo hình tùy theo ý thích nha, em thì em tạo thành hình tròn dẹt dẹt để lát nữa phần bánh sẽ nhanh chín hơn. Làm cho các bé thì em làm phô mai, còn cả nhà mình nếu như mà muốn ăn heo thì cả nhà có thể kết hợp với các loại hạt nha. Mình thay vào các loại hạt và trái cây sấy khô, mình ém ém trên mặt khoai là được đó cả nhà. Làm xong, cả nhà cho vào ngăn đông để dành mỗi buổi sáng mình lấy ra đem nướng, vừa nhanh gọn vừa dinh dưỡng. Thành phẩm khoai lang kéo sợi thì cả nhà bảo quản trong ngăn đông tầm được 2 tuần, nên cả nhà cứ làm kha khá rồi bỏ vô tủ nha. Sau khi làm xong thì em đem đi áp chảo, cả nhà cho mức lửa cực nhỏ. Sau đó thì em đậy nắp lên để giữ độ nóng của chảo.
Thường thì em để trên chảo khoảng 20 phút là xong, nhưng cả nhà nhớ là thường xuyên mình trở các mặt của bánh nha. Vừa giúp cho bánh không bị khét mà còn được chín đều. Nếu như không áp chảo thì cả nhà có thể cho vào lò nướng. Mình nướng ở nhiệt độ 180 độ C và trong vòng 15 phút là được. Bây giờ thì bánh của em đã chín rồi, em cho ra dĩa và em mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha. Để em kéo sợi cho cả nhà xem nha. Bánh bây giờ thì đang còn rất là nóng luôn đó cả nhà. Sực lên mũi là mùi khoai lang nướng, rồi mùi của mè rang và mùi của phô mai. Quyện lại nói chung rất là thơm. Khoai lang rất được ưa chuộng trong những bữa ăn healthy. Không những ngon mà còn bổ và rẻ. Riêng món khoai lang kéo sợi này thì em thấy các bé cực kỳ thích luôn đó cả nhà. Bây giờ thì em xin kết thúc video ở đây. Nếu như có cách nấu nào khác, cả nhà bình luận cho em biết với nha. Nếu thấy hay, cả nhà cho em xin một lượt like và subscribe để em có thêm động lực ra thêm nhiều video mới chất lượng hơn nha. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Em chúc cả nhà mình một tuần mới, sức khỏe, niềm vui và bình an.